Phút 51, Gabriel Martinelli thực hiện pha đá phạt nhanh để Eddie Nketia tiến xuống và bị thủ môn Sam Johnston phạm lỗi trong vòng cấm, dẫn đến quả phạt đền. Tiền vệ trường Odegaard đảm nhận nhiệm vụ và anh thực hiện cú sút chìm vào góc trái, ngược hướng dự đoán của Johnston, mở tỷ số duy nhất cho trận đấu. Odegaard ăn mừng bàn thắng từ phạt đền trên sân Selhurst Park ngày 21 tháng 8. Ảnh, Arsenal.com đây là lần đầu tiên tiền vệ người Na Uy ghi bàn từ phạt đền tại giải vô địch quốc gia Anh kể từ khi anh khoác áo câu lạc bộ Vitesse trong trận đấu với The Grabchap ở Eredivisie vào tháng 5 năm 2019. Odegaard là cầu thủ thứ ba trong ngoại hạng Anh mùa này đạt mốc 10 bàn trên sân khách, chỉ sau Erling Haaland và Harry Kane, với cùng 16 bàn. Ngay sau khi Odegaard ghi bàn, Arsenal phải tiếp tục thi đấu thiếu người do Tomiyasu nhận liên tiếp hai thẻ vàng vào các phút 60 và 67 vì câu giờ trong pha ném biên và sau đó kéo áo do đàn AF ngăn cản cơ hội tấn công của Crystal Palace huấn luyện viên Mikel Arteta đã thay người nhanh chóng, tung Gabriel Magalhai vào thay thế Martinelli để củng cố hàng thủ. Dù được thi đấu với số người bất bình thường, Crystal Palace không thể tận dụng cơ hội. Trong hơn 20 phút cuối trận, họ cầm lợi thế về số người nhưng không thể tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm. Cơ hội rõ ràng nhất của họ đến ở phút 86 khi Tiric Mitchell tạt bóng từ cánh trái nhưng Orson Edoard đánh đầu không chính xác và bóng chạy cột. Trên sân Selhurst Park, Arsenal phải đối mặt với tình hình sẽ thiếu vắng Zarian Timber do chấn thương dây chằng chéo trước đầu gối phải và Oleksandr Zinchenko chưa hoàn toàn khỏi thể trạng. Do đó, huấn luyện viên Arteta đã sắp xếp Thomas Partey đá hậu vệ phải, còn Tomiyasu đá ở cánh đối diện. Trong khung gian hàng thủ, William Saliba tiếp tục đá cặp với Ben White. Ở hàng tiền vệ, Declan Rice, Kai Havertz và Odegaard là bộ ba duy nhất. Nketiah bỏ lỡ cơ hội ở phút 29. Ảnh AFP Hiệp 1 diễn ra với thế trận rằng co và tình huống đáng chú ý nhất đến từ phút 29, khi Nketiah bỏ lỡ cơ hội ghi bàn sau một pha tấn công của Arsenal.